Còn bây giờ mời quý vị cũng sẽ chuyển đến chuyên mục tiếp theo khách mời hôm nay và cũng sẽ nói về ca hát thưa quý vị. Cụ thể nhân vật khách mời ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nam ca sĩ quen thuộc với đông đảo khán giả sau hành trình trên dưới 10 năm gắn bó và cống hiến với Việt Nam. Điều đặc biệt ở chỗ anh là một chàng trai ngoại quốc và vì tình yêu mảnh đất này mà đã quyết định ở lại sinh sống và làm việc lâu dài. Thậm chí là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát thì anh ấy cũng đã chọn Việt Nam để chia sẻ và đồng hành với mọi người thay vì trở về quê hương đoàn tụ với gia đình. Bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật ấy ngay sau đây. Looking into your dark blue eyes, I can feel you searching my heart. You'll find there's no need to hide. We know that is love. Now I'm looking through your heart. I can tell you that. Ca sĩ Kyle York sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, Mỹ. Thông qua chương trình tình nguyện của trường đại học, chàng thanh niên ngày ấy đến các tỉnh miền Tây của Việt Nam và nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống của người dân nơi đây. Sau khi chương trình kết thúc, anh không trở lại Mỹ mà lựa chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc là một gương mặt lạ, Kyle York khẳng định mình và trở thành giọng ca đậm chất Việt Nam, chuyển tải văn hóa Việt, giá trị Việt thông qua những sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, rất vui khi mà được gặp lại tất cả quý vị trong chương mục khách mời hôm nay. Và lúc này thì xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với tất cả chúng ta, ca sĩ Kyle York. Rất là cảm ơn anh Kyle York đã dành thời gian đến với chương trình Việt Nam Ngày Mới. Xin được kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam Ngày Mới và những quý khán giả của truyền hình Quốc hội. Hôm nay là Kyle rất là vui được đến đây cũng như là chia sẻ một chút xíu về hình ảnh của Kyle và tình yêu Kyle dành cho Việt Nam. Anh Kyle thân mến, hiện tại thì mình đang ở những cái ngày cuối của năm 2022 và bước qua những cái ngày đầu tiên của năm 2023. Thì thông thường là chúng ta hay có cái thói quen là chúng ta nhìn lại một năm đã qua. Thế thì không biết là năm 2022 của anh Kyle giống như thế nào ạ? Năm 2022 là một cái năm rất là sóng gió đối với Kyle, tại vì có nhiều điều xảy ra không may. Tại vì ba của Kyle mới vừa mất vào tháng 10 vừa qua, nên Kyle cũng đang dần dần cố gắng phục hồi tinh thần từ một cái sự cố rất là lớn. Tại vì ba và Kyle rất là thân thiết với nhau. Nếu như mọi người theo dõi những cái mà Kyle viết trên Facebook thì chắc chắn là mọi người sẽ nhìn thấy là tình cảm mà Kyle dành cho gia đình rất là lớn. Kyle vẫn đang cố gắng hết sức để mà vượt qua và một cái giai đoạn phải nói là gây khó khăn. Bên cạnh đó thì Kyle cũng đã có những cái sự biến cố khác về công việc một chút. Nói chung là một năm không được may lắm, nhưng mà không sao, tại vì Kyle nghĩ là trong cuộc sống này thì lúc nào cũng phải có lên xuống, và thậm chí là trong lúc mình đang buồn hay là mình trầm cảm hay là có những cái vấn đề không được hay ho thì đó là một cái khoảng thời gian mà mình có thể nhìn lại. Nên thật ra là mình thấy là 6 tháng đó là mình có thể dành rất là nhiều thời gian để mà ở bên ba cũng như là những đứa cháu của mình và hai anh cũng như là mẹ và dượ. Đó là một cái 6 tháng rất là phải nói là đắt giá trong năm vừa qua. Và nó có nhiều cái cung bậc cảm xúc trong 6 tháng đó. Và mình đã rất là cần cái thời gian như vậy để mà mình nhận ra nhiều điều. Và cái điều mà mình nhận ra chính là cái giá trị của những người yêu thương mình thật sự. Thế thì nói đi cũng phải nói lại, ngược lại đi. Không biết là về phía gia đình của anh á, thì đặc biệt là khi mà anh trở về Mỹ với một khoảng thời gian dài như vậy á, thì gia đình có bao giờ nói rằng là thôi anh hãy quay về Mỹ để ở cạnh gia đình hoặc là ở cạnh những đứa cháu không ạ? Thì đương nhiên là có những cái cuộc nói chuyện với anh hai và anh ba cũng nhiều. Như là mình họ chia sẻ là những gì mình đang thiếu trong cuộc sống, kiểu gì đó. Thì họ cũng nói là ví dụ như nếu như Kyle về Mỹ thì cũng sẽ có một cái cuộc sống khác và sẽ có những cái thành công khác. Và Kyle vẫn có thể hát. Trong 6 tháng mà khi Kyle ở bên Mỹ là Kyle chạy show gần như là bằng Việt Nam luôn. Và Kyle phục vụ cho những cái cộng đồng ở
quận Cam, Cali, rồi Texas, rồi nói chung là Oklahoma, Maryland, rồi rất là nhiều những cái nơi mà người Việt Nam sinh sống và làm việc. Và đó cũng là một cơ hội để KO thống lĩnh vào một cái thị trường hoàn toàn mới của những người Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở đất nước của KO. Thì họ có một cái cuộc hành trình nó cũng giống như KO nhưng mà lại ngược lại, đúng không? Đó là một cái sự đồng cảm, cũng như là KO đã nhìn thấy chính cái sự cách nói và gắn kết của người Việt Nam khi họ sống ở nước ngoài. Và mình cảm thấy rất là vui về điều đó. Mình đi đâu thì mình lúc nào cũng thấy là người Việt Nam là họ như là một gia đình lớn, và họ lúc nào cũng chăm sóc và lo cho nhau, và họ vẫn chửi lộn nhau giống như ở Việt Nam thôi. Nhưng mà họ lúc nào cũng take care nhau, và đó là một cái điều mà Kyle cảm thấy rất là ấm lòng. Đi đâu và gặp người Việt Nam thì dường như là nếu như họ nhận ra Kyle thì Kyle như là một người trong nhà thôi, là một cái gì đó đương nhiên. Và có lẽ đó là một cái sự thành công mà Kyle cảm thấy tâm đắc từ trước đến giờ. Đó chính là mình là một người nước ngoài 100%, không có một giọt máu của người Việt Nam, nhưng mà thật sự là được người Việt Nam đón nhận và yêu thương như là một người Việt Nam. Thì nói chung là đó là một cái niềm vui của mình. Vậy thì bây giờ mình hãy nói về những cái sản phẩm đi, những cái điều đã giúp tạo ra cái sự gắn kết giữa anh Khao Gióc với Việt Nam và với khán giả Việt Nam. Không biết là trong năm vừa qua cũng như là trong cái kế hoạch sắp tới thì anh sẽ có những cái dự án nào tiếp theo để mà mình cống hiến cho khán giả? Khao cũng đang trong cái quá trình sắp xếp mọi thứ về kế hoạch mới cho năm nay. Và trong đó thì sẽ có tiếp nối như là cái bài mà Khao mới vừa cho ra với ca sĩ Anh Tuyết, đó là bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Thì mình sẽ tiếp tục làm những cái bài hát kết nối với những người mà thực sự là đã gây ảnh hưởng tốt đẹp cho cái hành trình trên con đường nghệ thuật của Khao khi Khao đã sinh sống và làm việc ở đây. Và có rất là nhiều anh chị khác mà Khao sẽ tiếp tục kết nối và làm những cái sản phẩm rất là hay ho cho khán giả. Đó là những bài mới và cũng có thể là những bài cũ. Thì thật ra là Kyle quan niệm là nhạc xưa của Việt Nam rất là hay và rất là nên thơ, và Kyle muốn giữ gìn cái giá trị cũng như cái nét đẹp của những cái bài hát đó. Bên cạnh đó thì Kyle cũng sẽ tiếp tục phát triển cái hình ảnh của mình sao cho phù hợp với nhiều đối tượng khác. Và Kyle chỉ hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những cái của Kyle trên mạng xã hội cũng như là trên truyền hình. Và Kyle sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho những cái việc ý nghĩa về âm nhạc cũng như là nghệ thuật Việt Nam nói chung. Vũ Thạch rất là mong rằng là bước sang một năm mới thì với những cái chuyện nó đã đi qua rồi, nó sẽ là một cái hành trang để mà anh mạnh mẽ hơn nữa. Và đặc biệt là khán giả rất là mong chờ những cái sản phẩm âm nhạc mang cái màu sắc rất là riêng mà chỉ có Khao Gióc mới đem lại được cái điều đó thôi. Chúc cho anh Khao Gióc là sẽ thành công và những cái sản phẩm âm nhạc cũng như là những cái dự án của anh sẽ được khán giả đón nhận. Cảm ơn Thạch đã dành thời gian hôm nay để trò chuyện với Khao, và cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn ủng hộ, yêu thương và nói chung là lúc nào cũng sát cánh bên Khao. Và Khao rất là nhiều lần có cuộc hẹn với truyền hình Quốc hội nhưng mà chưa thực sự có cơ hội để đến đây, tại vì cuộc, nói chung là một cái cuộc chạy đua của Kyle trên con đường này thì đó, đôi khi mình không sắp xếp được. Nhưng mà hôm nay được đến đây và chia sẻ thì Kyle cũng có một phần nào đó an ủi từ những người đang có mặt ngay trực tiếp cũng như là những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Khao Gióc ạ. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện của Vũ Thạch và ca sĩ Khao Gióc cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuộc trò chuyện khác ạ.